Bạn đang xem YouTube mượt mà nhưng bỗng một ngày bạn không thể đăng nhập YouTube được nữa và không biết phải làm như thế nào. Hãy cùng theo dõi video này để biết cách khắc phục lỗi không đăng nhập được YouTube đơn giản nhé. 1. Biểu hiện lỗi không đăng nhập được YouTube. Khi bạn truy cập vào YouTube và nhìn thấy dòng thông báo không đăng nhập được, hãy thử xóa rồi thêm lại tài khoản của bạn vào thiết bị này. Cùng với đó, bạn không vào được YouTube. Lúc này YouTube của bạn đang bị lỗi không đăng nhập được và cần khắc phục ngay để có thể sử dụng YouTube một cách bình thường. 2. Nguyên nhân gây ra lỗi không đăng nhập được YouTube. Nguyên nhân không đăng nhập được YouTube có thể là do đường truyền Internet gặp sự cố khiến bạn không thể đăng nhập được. Trường hợp này, hãy kiểm tra lại Wi-Fi, 3G và đảm bảo bạn vẫn có thể truy cập các trang web khác như bình thường. Nếu bạn đang dùng một miền của Google Apps, thì có thể là quản trị viên chưa bật YouTube cho miền của bạn. Quản trị viên mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể đang chặn YouTube. 3. Cách khắc phục lỗi không đăng nhập được YouTube trên điện thoại. Khởi động lại điện thoại. Bạn hãy thử khởi động lại điện thoại của mình để có thể khắc phục được sự cố, vì khi khởi động lại thì ứng dụng sẽ tải nhanh hơn, việc chuyển giữa các ứng dụng cũng nhanh hơn. Bên cạnh đó, việc khởi động lại thiết bị còn giúp khắc phục một số lỗi thông thường như việc đóng hoặc mở một ứng dụng không thể thao tác được thì có lẽ tắt đi bật lại là một giải pháp hữu ích nhé. Cập nhật YouTube lên phiên bản mới nhất. Nguyên nhân gây ra lỗi không đăng nhập được YouTube trên điện thoại có thể là do phiên bản ứng dụng mà bạn đang sử dụng đã quá lỗi thời. Bạn hãy thử cập nhật phiên bản YouTube mới nhất, sau đó đăng nhập lại YouTube xem lỗi đã khắc phục được hay chưa nhé. Cách thực hiện, bạn chỉ cần vào CH Play trên điện thoại Android hoặc App Store trên iPhone, bạn tìm ứng dụng YouTube rồi nhấn cập nhật. Gỡ ứng dụng YouTube và cài đặt lại. Nếu bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất, nhưng lỗi không đăng nhập được YouTube vẫn chưa khắc phục được thì bạn hãy thử gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng. Rất có thể file cài đặt ứng dụng bị hỏng và là nguyên nhân gây ra lỗi không đăng nhập được YouTube. Xóa và thêm lại tài khoản Google. Lỗi không đăng nhập được YouTube cũng có thể phát sinh khi đăng nhập tài khoản Google trên điện thoại. Nếu bạn đã thử các cách trên nhưng vẫn không khắc phục được lỗi thì hãy xóa và thêm lại tài khoản Google nhé. 4. Cách khắc phục lỗi không đăng nhập được YouTube trên máy tính. Khởi động lại máy tính. Bạn hãy thử khởi động lại chiếc máy tính của mình, vì khi khởi động lại máy tính giúp các chương trình chạy mượt mà hơn. Khởi động lại máy tính có thể giúp bạn khắc phục được tình trạng lỗi không đăng nhập được vào YouTube đấy. Cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất. Nguyên nhân gây ra lỗi không đăng nhập được YouTube trên máy tính có thể là do phiên bản trình duyệt mà bạn đang sử dụng đã không còn tương thích và cần cập nhật phiên bản mới nhất. Bạn hãy thử cập nhật và đăng nhập lại sau đó xem lỗi đã khắc phục được hay chưa nhé. 5. Cách khắc phục lỗi không đăng nhập được YouTube trên TV. YouTube trên Apple TV. Đảm bảo Apple TV được hỗ trợ, bạn có thể sử dụng ứng dụng YouTube trên Apple TV 3 và 4. Đảm bảo bạn đang sử dụng đúng mã kích hoạt, bạn có thể làm theo hướng dẫn để tìm mã kích hoạt và đăng nhập. Truy cập trang web hỗ trợ của Apple và làm theo hướng dẫn cập nhật Apple TV. YouTube trên Smart TV. Smart TV của bạn có thể không có phiên bản được hỗ trợ của ứng dụng YouTube, nên bạn không thể đăng nhập ứng dụng YouTube. Vì thế hãy cập nhật đúng phiên bản phù hợp, tương thích với thiết bị. Mặt khác, Smart TV chỉ có thể chạy những ứng dụng do nhà sản xuất cung cấp. Bạn không thể thay đổi hoặc cập nhật ứng dụng trên TV của bạn thì hãy liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ. YouTube trên Android TV hoặc đầu phát Blu-ray. Với lỗi không đăng nhập được YouTube trên Android TV hoặc đầu phát Blu-ray, bạn hãy thử thay đổi thông tin bạn nhập vào trường ID người dùng, tên người dùng như sử dụng địa chỉ email đầy đủ, sử dụng địa chỉ email không có đuôi a@gmail.com. Ngoài ra, bạn hãy thử sử dụng chính mật khẩu mà bạn sử dụng cho phiên bản web www.youtube.com dành cho máy tính để bạn và kiểm tra lại xem sao nhé. 6. Cách xử lý khi không thể đăng nhập YouTube trên bất kỳ thiết bị nào. Trường hợp không thể đăng nhập YouTube trên bất kỳ thiết bị nào, rất có thể là do tài khoản Google đã bị chặn hoặc bị vô hiệu hóa. Vì thế bạn cần thực hiện khôi phục tài khoản trên thiết bị của mình nhé. Vừa rồi là các cách khắc phục lỗi không đăng nhập được YouTube đơn giản, hiệu quả. Chúc bạn thực hiện thành công trên thiết bị của mình nhé.